Làm sao để mà nó có thể đè vô được vậy ta? Bữa mình cài bình thường mà. Ê, vẫn chưa hết đau mắt nữa. Năm quá. Hiện giờ bọn mình mới dọn qua studio mới nhưng mà vẫn chưa có máy lạnh. Ok, và đây là Predator Helios 700. Như các bạn cũng đã biết thì cái phiên bản Helios 300 là một phiên bản mà các bạn rất là mong đợi. Đó là những cái gì gọi là tinh túy nhất của dòng Predator thì đã được đưa lên Helios 300. Và đó là một cái phân khúc dễ tiếp cận hơn. Cái phân khúc Helios 700 này thì nó cũng khá là đắt. Tuy nhiên rằng sự mong đợi của các bạn là rất nhiều. Nhưng là hôm nay mình đã có trên bàn mẫu Helios 700. Mặc dù đây chỉ là một phiên bản mẫu thử thôi, chứ chưa phải là một phiên bản chính thức. Nếu có phiên bản chính thức thì bọn mình sẽ làm đánh giá chi tiết nó nhiều hơn về game cũng về tất cả mọi thứ. Cho nên ngày hôm nay mình sẽ trên tay cho các bạn để xem thử cái Helios 700 này nó có gì hot không mà thôi. Ok, và nếu đây là lần đầu các bạn đến với channel của TechNew, mình xin mời các bạn hãy nhấn vào nút subscribe cũng như là nút chuông nhỏ kéo này cả nút sub để không bỏ lỡ video clip nào của TechNew trong tương lai. Mình là Châu Cô Bay và giờ thì bắt đầu video nhé. Ok, và vẫn như mọi khi, đầu tiên là phần thiết kế thì khi mà Predator ra mắt cái phiên bản này nó làm cho mình thật sự rất là bất ngờ. Đây là một chiếc laptop có thể nói là dày nạt gần như là bằng một chiếc laptop workstation. Nó làm cho mình gợi nhớ đến những dòng Dell workstation mà trước đây mình cũng đã từng có dịp sử dụng qua, đó là những dòng như là M4008, M6008 gì đó, những laptop workstation rất là nồi đồng cối đá. Đi ngược lại với những laptop gaming mỏng nhẹ vào thời điểm hiện tại thì Predator thuộc hãng Acer đã quyết định tung ra một mẫu laptop dày nạt như thế này. Theo mình đoán thì nó đâu đó nó dài khoảng 3,5 cho đến gần 4 cm nếu mình đoán không nhầm là như thế. Về phần trước thì các bạn sẽ không có gì đặc biệt cho lắm, nó sẽ chỉ là một cái thiết kế dạng nhựa mà thôi. Ở đây các bạn sẽ có một cái logo của Predator có thể phát sáng được. Đây là một chiếc laptop với màn hình với độ phân giải là Full HD, tần số quét là 144Hz và độ phản hồi là 30 giây. Thực sự mình hơi tiếc về hiệu năng của chiếc màn hình này, khi mà ở cùng tầm giá thì có những mẫu laptop được trang bị cái màn hình với tần số quét là 240Hz. Hoặc là nếu đánh đổi lại cái tần số quét giảm xuống là 144Hz thì có thể nâng cái độ phân giải lên thành 2K hoặc là 4K. Bởi vì ở thời điểm hiện tại thì mình thấy là với cái con 2060 hoặc 2070 máy cũng đã chơi được ở cái FPS rất là cao, ví dụ như là 160, 180, thì việc nâng cái tần số quét màn hình lên thành 240Hz trên một chiếc laptop như thế này là hoàn toàn khả thi. Với cái con Vega mà nó mang trong mình đó là RTX 2080, chưa kể nó còn mang cái trái tim của Helios 700, đó là con CPU Intel thế hệ chính. Ok, và đó là phần màn hình, thực sự đó là điều mà mình cũng hơi tiếc. Nhưng không sao, đây chỉ là một cái phiên bản example mà hãng nó gửi cho bọn mình để bọn mình có những cái gọi là chém gió nhất định. Và điều thứ hai đặc biệt về phần chiếc màn hình này đó là nó được trang bị công nghệ G-SYNC. Đối với một số cái sản phẩm laptop khác thì nó có một cái tem dán logo của G-SYNC và dán thẳng lên phần màn hình. Thì đối với chiếc laptop này thì mình chưa thấy. Mình cũng không biết là nó có hay không, hoặc nếu có rồi mà nó bị một người nào đó lột ra rồi thì mình thật sự hơi tiếc. Vì cái logo G-SYNC đó thì thông thường với những mẫu màn hình cũng như là laptop có công nghệ G-SYNC thì sẽ có cái logo đó. Nếu phiên bản thương mại thì mình rất mong rằng Acer sẽ chú ý kỹ phần này. Ok, và phần tiếp theo cũng là phần không kém quan trọng, đó là Helios 700 được trang bị hai cụm tản nhiệt riêng biệt, giống như là phiên bản Helios 300 mà trước đây mình đã từng trên tay cho các bạn. Đây có thể nói là một hiệu năng rất là kinh khủng về tản nhiệt. Khi mà Helios 300 đã cho một hiệu quả tản nhiệt khá là tốt rồi thì trên Helios 700 nó lại còn tốt hơn như vậy nữa. Tức là các bạn lấy hai cái quạt của Helios 300 bên trong thân máy, cái phần tản nhiệt, các bạn ghép đôi lại với nhau thì sẽ trở thành cái quạt của Helios 700. Ok, và bây giờ nghe thử quạt nha, mình cũng rất là nóng lòng. Như các bạn có thể thấy thì nó sẽ có một cái phần quạt nằm hai bên cụm như thế này, và nó sẽ hút khí từ bên trên hút xuống và sau đó nó sẽ tản ra hai bên. Khi mà mình chạm tay vào cái phần quạt này và mình cảm giác được là nó hút thì còn mát,
muốn chi là nó thổi. Cái số vòng quay trên phút của nó thật sự là không nhiều, nó chỉ đâu đó khoảng 4.800 vòng một phút mà thôi. Tuy nhiên cái hiệu quả thả nhiệt của nó thật sự rất là kinh khủng khi mà mình cảm thấy rất là mát. Và tiếp theo đó là về phím á, thì các bạn sẽ có một cái công nghệ như này rất là hay. Đó. Đây là một điều mình cảm giác rất là công nghệ và rất là hiện đại. Nó là mình gợi nhớ đến bộ phim Transformer khi mà Optimus biến hình. Về thiết kế thì mình cảm giác là con laptop này nó không khác gì so với là một con laptop Portation. Chỉ có điều là nó hiện đại hơn, nó công nghệ hơn, nó có nhiều thứ bổ trợ game thủ nhiều hơn. Ví dụ như là khi mà các bạn kéo cái bàn phím xuống như thế này thì các bạn sẽ có một cái khu vực để tay rất là lớn. Cái cảm giác tì đè lên cái cây tay này á, nó thực sự cũng khá là thoải mái, nó không có vấn đề gì hết. Đặc biệt là cái phần touchpad này, đây là một cái touchpad không quá lớn, tuy nhiên nó lại cho trải nghiệm rất là tốt. Cái phần xung quanh của touchpad thì nó có thêm một cái khung đèn LED nữa, và hai cái phím bấm ở trên cái touchpad này nó là chiếc liệt, cho nên là cái cảm giác bấm của nó rất là đồng và rất là đã. Về cái phần keycap cũng như là cái trải nghiệm gõ thì mình cảm giác rất là tuyệt vời. Nó cảm giác là mình đang giống như là mình đang bấm vào cao su, tuy nhiên nó sẽ có một cái khất nhất định. Thử tưởng tượng là nó giống như là cái cảm giác mà các bạn bấm trên cái Switch Silent của Cherry, nhưng nó lại có thêm một cái khớp nữa. Vậy cảm giác này rất là tuyệt. Mình chưa có cảm giác mình bấm ở trên bất kỳ cái bàn phím nào, thì lần đầu tiên mà mình trải nghiệm được cái bàn phím này và nó cho mình một cảm giác như thế. Nói nôm na cho các bạn hiểu dễ hiểu đó là nó vẫn mang lại một cái cảm giác của bàn phím chất liệt trên laptop. Tuy nhiên nó đã gia tăng lên cái hành trình phím lên. Con số cụ thể thì mình không có, tuy nhiên là mình cảm giác được là như thế. Và đối với bản thân mình là một người cũng bấm phím khá lâu rồi, cho nên là mình cảm giác được là cái hành trình phím đã dài ra và phím bấm cũng đã hơn. Và cái phần tản nhiệt trên đây thì các bạn sẽ có thêm một cái cụm đèn LED khá là đẹp. Được, cái này thì nó chỉ làm bằng mica hoặc là nhựa trong thôi chứ không phải là thủy tinh. Cái việc làm thủy tinh trên chiếc laptop này nó thật sự khá là khó khăn. Để đặt laptop xuống đâu đó thì nó sẽ có khả năng nó dễ bị bể, dễ bị nứt hơn. Tuy nhiên khi mà áp dụng cái miếng mica cũng như là miếng nhựa ở khu vực này thì nó cho một cái cảm giác là nó giòn hơn và nó khó bị gãy hơn theo thời gian. Và bên cạnh đó thì thế mình cảm giác được là mica nó cũng sẽ dễ chạy hơn so với lại thủy tinh. Có một công nghệ mà lần đầu tiên Acer đã đem ra và đưa vào chiếc laptop này, đó là cái công nghệ joystick ở trên những cái tay cầm analog của PS4, Xbox One. Ok, và dành cho những bạn nào là fan của dòng game PS4 cũng như là dòng game của Microsoft thuộc Xbox One S cũng như là Xbox One. Đối với những game khi mà các bạn chơi trên các hệ máy console á, thì khi mà các bạn cầm cái tay cầm của PS4 hoặc là Xbox One, các bạn đẩy nhẹ cái cần analog của nó lên thì khi đó nhân vật của bạn sẽ đi từ từ. Còn nếu khi mà các bạn đẩy mạnh cái cần analog lên thì khi đó nhân vật của bạn sẽ chạy, nhảy hoặc là bay gì đó. Thì với công nghệ đó, Acer lần đầu tiên đã đem cái công nghệ joystick đó vào cái phần bàn phím này. Khi mà các bạn bấm nhẹ thì nhân vật của bạn sẽ đi từ từ, và khi mà các bạn bấm mạnh, cái nhân vật của bạn nó sẽ chạy. Và thực sự thì công nghệ này nó đã đưa vào thương mại rồi, tuy nhiên cái chiếc laptop này chỉ là một phiên bản mẫu thử thôi, nó sẽ không hoạt động. Và hy vọng, mình rất hy vọng rằng Acer sẽ gửi cho mình cái phiên bản thương mại, vì thực sự đây là một tính năng rất là hot. Bạn hoàn toàn có thể chơi được những tựa game với góc nhìn thứ ba, góc nhìn thứ nhất, thay thế hoàn toàn console mà trước đây chưa từng có một chiếc bàn phím chiếc laptop nào có thể làm được. Về phần đèn LED trên chiếc bàn phím này thì mình cảm giác thực sự là nó đẹp hơn rất là nhiều rồi. Nó chuyển màu có phần mịn hơn, nhuyễn hơn, và các chế độ của nó giờ đây cũng gia tăng rất là nhiều. Mình đếm rồi đó là tầm khoảng 17 cho đến 18 chế độ. Cái phiên bản này hy vọng là nó cũng sẽ được áp dụng trên Helios 300. Vì mình nghĩ thật sự nó cũng không quá khó để mà Acer có thể update lên phiên bản Helios 300 những dòng thấp của nó đâu. Về phần cạnh phải thì chúng ta sẽ có một cái khe thổi gió rất là lớn. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng sẽ có thêm hai cổng USB Type-C và một cổng USB 3.1. Phía bên trái thì các bạn cũng sẽ có thêm một cái khe thổi gió cực kỳ lớn.
Bên cạnh đó thì các bạn sẽ có thêm một cái cổng RJ45, cổng mạng, hai cái USB 3.1 và hai cổng 3.5mm bao gồm tai nghe và micro riêng biệt. Đằng sau thì các bạn sẽ có một cái cổng nguồn và kèm theo đó là một cổng display port cũng như là một cổng HDMI. Ok, nói một chút về loa trên Helios 700 thì về phần middle và treble thì mình cảm giác nó không có gì khác biệt cho lắm. Về phần bass thì nó đã cải tiến một chút thôi, nó không nhiều. Tuy nhiên nó đã cải tiến một chút so với lại phiên bản Helios 300, mặc dù đây là con flagship của dòng Helios. Và đó chỉ là những đánh giá trên một phiên bản thử nghiệm thôi, cho nên là mình rất là mong chờ phiên bản thương mại nó sẽ gửi đến tay mình, bởi vì công nghệ trên con Helios 300 này là một công nghệ loa mà mình chưa thấy trên bất kỳ laptop nào. Đó là công nghệ có 5 loa bố trí ở 5 vị trí khác nhau, kèm theo đó là một cái subwoofer nó nằm ngay giữa của máy. Ok, và nó dài, hóa ra nó dài và nó dở, cho nên là mình nghĩ là mình sẽ kết thúc video tại đây. Đây chỉ là một phiên bản mẫu example của hãng gửi đến cho bọn mình. Hiện tại mình chưa thể đưa ra bất kỳ quan điểm nào về chiếc laptop này, cho nên là mình chỉ muốn đứng trên quan điểm là mọi người giới thiệu để gửi cho các bạn cái phiên bản này sắp tới nó sẽ ra mắt thôi. Và nếu thích video này các bạn đừng quên nhấn like, nếu thấy hay subscribe cho channel của Tech News. Vẫn như mọi khi, mình là Châu Bài. Hẹn các bạn ở các video tiếp theo. Bye.